Xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều du học sinh khi mà qua Singapore thì cái vấn đề mà liên lạc đồ với gia đình á, hay là cái vấn đề mà sinh hoạt hay là gọi điện thoại cũng là một cái câu hỏi đặt ra cho Tân Đại Dương. Nên hôm nay công ty Hợp Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến cho các bạn du học sinh cũng như các bạn sinh viên đang có nhu cầu đi Singapore về cái vấn đề liên lạc ở Singapore là như thế nào ha. Đầu tiên thì điện thoại di động từ tất cả các nước trên thế giới ngoại trừ cái nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngoài ba cái nước đó ra thì tất cả các điện thoại di động thì đều được sử dụng tại Singapore. Và Singtel là công ty viễn thông quốc gia quản lý hệ thống đường dây điện thoại của dân cư tại Singapore, và bạn có thể gọi bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn có hai mức tiêu chuẩn và mức tiết kiệm cho các cuộc gọi nội vùng, và giá cuộc gọi thì rẻ hơn trong khoảng từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu và vào các ngày cuối tuần. Và có hai đơn vị khác là MobiOne và StarHub cung cấp dịch vụ viễn thông với mức giá cũng rất là cạnh tranh. Điện thoại trả trước thì có ở khắp mọi nơi trong hầu hết các khu mua sắm cũng như là các nơi công cộng, và bạn cần phải có thẻ tín dụng hoặc là thẻ điện thoại. Và các cuộc gọi nội vùng từ các trạm điện thoại công cộng thì mất khoảng trung bình là khoảng 10 xu cho mỗi 3 phút, và tất cả các thẻ điện thoại thì đều cung cấp dịch vụ cuộc gọi trực tiếp quốc tế, và cuộc gọi được dài cho người thuê bao tới Malaysia. Bạn có thể mua thẻ điện thoại ở bưu điện hay là các cửa hàng điện thoại di động từ tất cả các nước trên thế giới, thì ngoại trừ ba quốc gia mà mình đã nêu trên, ví dụ như là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thì đều được sử dụng tại Singapore. Hãy kiểm tra với cái người cung cấp dịch vụ của bạn và hãy sử dụng cái hệ thống điện thoại tại chỗ thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Và nếu không thì tất cả các cuộc gọi của bạn sẽ được tính theo đường bưu điện, đường quốc tế. Về dịch vụ bưu chính thì được cơ quan bưu chính Singapore quản lý, và dịch vụ của SingPost thì rất đáng tin cậy. Và việc gửi bưu điện thì rất là đắt, thì trừ khi là bạn muốn gửi đường bộ hoặc là đường biển. Và thời gian cho các chuyến bay, các chuyến hàng này thì thường mất đến từ 2 tháng. Và các công ty tư nhân như là DHL, UPS và FedEx cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh bằng đường hàng không có cùng giá. Và thông thư ở đây thì được làm bằng thép trắng hay là thép phun rỉ, và có thể thấy ở mỗi trạm MRT. Và hy vọng với những thông tin nêu trên thì các bạn có dự định đi du học Singapore đã có một phần nào hướng dẫn được cái cách mà các bạn có thể liên lạc tại Singapore như thế nào. Và hy vọng Tân Đại Dương sẽ có thể gặp lại các bạn trong những cái chương trình tiếp theo. Và mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương, hiện đang là công ty du học hàng đầu Việt Nam, theo số điện thoại là 38484879, hoặc có thể truy cập vào website www.tandaiduong.edu.vn. Xin chào các bạn.